cháu tên là Sinh, năm nay cháu 10 tuổi. Cháu đến từ nước Việt Nam, cháu được bảo trợ 10 năm rồi. Đây là gia đình cháu. Đây là nơi cháu xúc nước. Nước này chảy từ trên núi. Đây là nơi ba mẹ cháu thường nấu ăn. Đây là nơi cháu thường ăn ngủ sinh hoạt. Buổi sáng cháu dậy khoảng 5 giờ. Rồi dậy xong cháu xịt chăn, rồi cháu lấy kem đánh răng, rồi cháu đánh răng. Cháu ba mẹ cháu thường lúc thì mẹ cháu đi xúc cá, hoặc là bố cháu đi làm cá. Đây là sân của nhà cháu. Bố mẹ cháu đang làm sân, đang làm cỏ. Ba mẹ có trồng lúa rồi trồng sắn, để sắn lớn rồi mình bán có tiền để nộp cho cháu học. Đây là trường của cháu vừa bị ảnh hưởng bão. Ở trường học thì cháu thích nhất là môn tiếng Việt với toán. Hôm nay lớp cháu học cách bảo vệ an toàn khi có bão. Khi mà bảo em nghe thông tin bảo lũ hoặc bão hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra bằng những cách nào, bảo em nghe bảo hiện tượng thời tiết bất thường. Đây là nhóm tiết kiệm mà mẹ cháu tham gia. Hôm nay mọi người học vệ sinh cá nhân. Lớn lên cháu thích làm nghề bác sĩ để chữa bệnh cho cả làng. Kìa năm ông sao sáng, kìa sáu ông sáng sao trên trời cao. Cháu rất vui được làm trẻ bảo trợ.